trào lưu móng tay trong vòng 100 năm trở lại đây. Vào năm 1920, móng tay mặt trăng, hình mặt trăng được sơn ở giữa móng tay, mang màu sắc chính. Lấy cảm hứng từ lớp sơn bóng của xe hơi lúc bấy giờ, Michel Metna đã tạo nên màu sắc của sơn móng tay. Vào năm 1930, móng tay màu đỏ hình bầu dục kết hợp sơn bạc đầu móng. Công chúa Faustini Luxinger là một nhà hoạt động xã hội tại Paris đã tạo nên trào lưu này. Năm 1937, trang trí bóng được khởi xướng bởi Earl Tupper. Năm 1940, móng tay dài hình vuông bầu màu đỏ hoặc ngắn màu hồng nhẹ, dáng oval. Vào năm 1950, móng acrylic vuông bầu màu đỏ cam là xu hướng lúc bây giờ. Vào năm 1955, móng tay acrylic chính thức được sáng tạo bởi nha sĩ Fred Slade. Vào năm 1960, móng dáng vuông tự nhiên, màu hồng đào và đất được chú ý. Xu hướng này đã tạo nên sự khác biệt rõ ràng với trước đó. Vào năm 1962, Dior lần đầu tiên ra mắt sản phẩm sơn móng tay thể hiện đẳng cấp. Vào năm 1970, ngành móng tại Pháp, Oakley Jepin đã tạo ra trào lưu khi mà Hollywood cần sự đổi mới. Vào năm 1980, móng dài vuông bầu cùng màu sắc neon rực rỡ được quan tâm. Vào năm 1985, Lee Press được ra mắt. Vào năm 1990, móng có những hình vẽ sắc sảo hoặc bóng ngắn màu tối đang được lựa chọn. Nghệ thuật vẽ móng tay được lấy cảm hứng từ Missy Elliott. Vào năm 2000, nêu bây giờ được gọi là một phần trong trang trí, lá móng mít vàng của Bijon là xu hướng của những năm 2000. Trong thời kỳ này, nền kinh tế đang suy thoái, nghệ thuật làm móng trở thành một cách để thể hiện bản thân và đây là một trào lưu rất lớn.